Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, 46 người bị thiệt mạng trong trận động đất Tứ Xuyên. Ít nhất là 46 người đã bị thiệt mạng sau trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam của Trung Quốc, trong khi hàng chục người bị thương và 16 người vẫn còn mất tích. Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc vào ngày 5 tháng 9 đã đưa tin là trận động đất mạnh 6,6 độ đã làm rung chuyển thành phố Khang Định, nơi có khoảng 100.000 dân, và nhiều đô thị ở Tứ Xuyên. Hơn 1 triệu cư dân ở các khu vực xung quanh trải qua trận dư chấn sau động đất. CCTV cũng cho biết là 17 người đã bị thiệt mạng ở thành phố Nhã An, 29 người khác đã cũng bị thiệt mạng ở khu tự trị Cam Tư lân cận. 16 người cũng mất tích và 50 người khác bị thương. Người dân địa phương đã nói rằng trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ phủ thành đô của Tứ Xuyên, nơi hàng triệu người đang chịu lệnh phong tỏa ngăn ngừa coronavirus, và siêu đô thị Trùng Khánh gần đó. Tôi cảm thấy rung chấn khá mạnh. Một số hàng xóm của tôi ở tầng trệt đã cảm thấy rất là rõ ràng. Trang là một cư dân ở thành đô đã cho biết như vậy. Nhưng thành đô đang chịu hạn chế, mọi người không được phép rời khỏi khu dân cư nên nhiều người đã đổ xô ra sân. Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 và điều động nhân viên cứu hộ đến huyện Lô Định gần tâm chấn. Đài truyền hình CGTN cũng cho biết là nhân viên cứu hộ đang giúp họ dọn dẹp những con đường đã bị tắc nghẽn do lở đất. Tin tức cập nhật từ Pakistan, con sông Indus đã tràn bờ nhấn chìm những ngôi nhà bị lũ lụt tàn phá. Sông Indus đã tràn bờ đã nhấn chìm các ngôi nhà và thị trấn ở Hyderabad hôm thứ Ba, khi Pakistan cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của trận lũ lụt chưa từng có đã làm ngập 1/3 quốc gia Nam Á này. Cảnh quay từ máy bay không người lái của Reuters đã cho thấy nước từ một con sông Indus đã tràn bờ đã bao phủ các bờ đê và nhà ở gần đó. Tại Pakistan hiện đã có tới 33 triệu người bị ảnh hưởng, với ít nhất là 1.325 người chết, trong đó có 466 người là trẻ em. Các giới chức thiên tai của quốc gia cũng cho biết lũ lụt do những trận mưa gió mùa kỷ lục và các con sông băng tan chảy ở các vùng núi thuộc phía Bắc. Lũ lụt xảy ra tiếp theo cái nóng kỷ lục vào mùa hè, với việc chính phủ và Liên Hiệp Quốc đều đổ lỗi cho biến đổi khí hậu gây ra thời tiết khắc nghiệt và hậu quả là sự tàn phá. Kính thưa quý vị, các nhà máy rượu của Ukraine lao đao dưới hỏa tiễn của Nga. 6 tháng sau khi một hỏa tiễn rơi xuống vườn nho của ông ở miền nam Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược của Nga, Georgi Mochanov hiện đang thu hoạch nho của mình và tự hỏi là nên đặt tên gì cho loại nho trong thời chiến khó quên của năm nay. Ông Mochanov đã cho biết, chúng ta cần chứng tỏ rằng có một loại rượu dành cho chiến thắng. Ông cũng như các nhà sản xuất rượu thủ công khác, cũng như là các doanh nghiệp lớn hơn trên khắp Ukraine, đã quyết tâm tiếp tục sản xuất rượu bất chấp những nghịch cảnh bất thường. Cách một giờ lái xe về phía Tây Nam, trong một khu nghỉ mát bị bỏ hoang phần lớn ở Biển Đen, nhà máy rượu Korblevo lớn hơn nhiều đã từng nhìn thấy lính dù Nga đổ bộ xuống các cánh đồng của nó. Một trong những nhân viên tại một nhà máy gần Mykolaiv đã thiệt mạng. Giám đốc Vasily Rysbotsavko là người đã tham gia cùng với các nhân viên tại cơ sở sản xuất rộng lớn, làm việc trên các cánh đồng khi chiến tranh bắt đầu, đã nói rằng công ty bắt đầu nhắn giảm một số chai rượu chúng tôi đến từ Ukraine và gửi một phần doanh thu cho quân đội. Thưa quý vị, một Facebooker đã bị xử phạt vì cáo buộc xúc phạm nguyên trưởng ban tuyên giáo của Trung ương. Chủ tài khoản của Facebooker có tên là NTN tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa bị cơ quan chức năng xử phạt với cáo buộc xúc phạm danh dự uy tín của ông Võ Văn Thưởng, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2016 cho đến năm 2021. Truyền thông của nhà nước loan tin vào ngày 6 tháng 9 dẫn quyết định xử phạt của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bình Thuận đối với Facebooker NTN như vừa nêu.
Cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận xác định chủ tài khoản Facebooker sinh năm 1979, ngụ tại khu phố 6, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, đã sử dụng tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Nam đăng hình ảnh cắt ghép của ông Võ Văn Thưởng với nội dung bị cho là xúc phạm danh dự uy tín của ông này. Mục đích được công an của tỉnh Bình Thuận nói nhằm gây giảm sút niềm tin đối với đảng viên và tổ chức đảng. Chủ tài khoản của Facebook đã bị lập biên bản và xử phạt hành chính về vi phạm gọi là lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Mức tiền phạt là 7.5 triệu Việt Nam đồng. Cơ quan chức năng của Việt Nam tại các tỉnh và thành phố trong thời gian vừa qua áp dụng Nghị định 15 ban hành từ tháng 2 của năm 2020 để xử phạt những người dùng mạng xã hội với những cáo buộc như vừa nêu đối với Facebooker MTN. Trong khi đó, thì YouTuber Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị điều tra bổ sung. Bà Nguyễn Phương Hằng là một YouTuber đã từng được nhiều người biết đến qua những cuộc livestream chỉ trích các nhân vật nổi tiếng. Bị Viện Kiểm sát của thành phố Sài Gòn đề nghị điều tra bổ sung và Công an tỉnh Bình Dương đề nghị Viện Kiểm sát truy tố. Tội danh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ hai địa phương thành phố Sài Gòn và Bình Dương đều là về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vào ngày 6 tháng 9. Theo đó, thì vào ngày 18 tháng 8 vừa qua, Viện Kiểm sát thành phố Sài Gòn đã nhận một kết luận điều tra và hồ sơ cùng đề nghị truy tố bị can từ Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Sài Gòn. Viện Kiểm sát của thành phố lúc đó đã ra lệnh tạm giam thêm 19 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau gần 20 ngày, Viện Kiểm sát thành phố đã trả hồ sơ vụ án, đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Sài Gòn làm rõ vai trò của đồng phạm. Tin ngày 6 tháng 9 cũng cho biết là Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát của tỉnh Bình Dương đề nghị truy tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng. YouTuber Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ tại thành phố mà cảnh sát điều tra, từng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương. Bà đã bị khởi tố bắt giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 với thời hạn là 3 tháng. Kính thưa quý vị, tiểu bang California cung cấp dịch vụ y tế Medi-Cal cho di dân không giấy tờ. Nhờ luật có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5, những di dân trên 50 tuổi trong tình trạng nhập cư không giấy tờ hợp pháp ở tiểu bang California có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ y tế Medi-Cal đầy đủ, theo OC Register cho biết. Đây là một phần thuộc chương trình sâu rộng Medi-Cal được thành lập từ năm 2016 dành cho trẻ em nhập cư và mở rộng cho tất cả người lớn, trẻ em có thu nhập thấp trong tiểu bang từ năm 2024, bất kể tình trạng di trú. Kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2024, tiểu bang California sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc cung cấp bảo hiểm y tế cho tiểu bang, trợ cấp cho tất cả những người nhập cư có thu nhập thấp, cư trú tại tiểu bang, bất kể tình trạng của họ. Mùa hè của năm nay, Thống đốc Gavin Newsom cũng đã công bố một dự luật ngân sách mở rộng chương trình bảo hiểm y tế cho những người từ 26 tuổi cho đến 49 tuổi, nhóm tuổi không giấy tờ, cuối cùng không được hưởng bảo hiểm, tương đương với hơn 700.000 cư dân ở tiểu bang California không đủ điều kiện nhập cư. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Bảo Khanh và Hà Anh xin kính chúc cho quý vị khán thính giả có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, vô lượng an lạc. Xin trân trọng kính chào.